Trong dự thảo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Công Thương nhận định chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô cũng đã có những định hướng phù hợp trong việc phát triển các dòng xe thân thiện với môi trường như xe tiết kiệm nhiên liệu, xe hybrid, xe sử dụng nhiên liệu sinh học, xe chạy điện, dân dân. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ thực thi còn khá hạn chế, cho đến nay mới chỉ có chính sách hỗ trợ thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin và chưa có lộ trình cụ thể cho việc phát triển các dòng xe điện quá khác như xe hybrid, plug-in hybrid tại Việt Nam. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và thực thi chính sách giảm lệ phí trước bạ cho các loại xe điện chạy pin, BEV, xe hybrid tự sạc. HEV và xe hybrid sạc ngoài PHEV cùng với những giải pháp đồng bộ khác, Bộ công thương đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện, hybrid và xe sử dụng năng lượng tái tạo hoặc nhiên liệu sinh học, gọi chung là xe xanh sẽ chiếm khoảng từ 18 đến 22% tổng doanh số thị trường, tương đương từ 180.000 đến 242.000 chiếc. Đến năm 2045 Tổng doanh số thị trường dự kiến đạt từ 5 đến 5,7 triệu xe, trong đó khoảng từ 80 đến 85% là xe xanh.